Shadow Entertainment, đau đầu khi lựa chọn những võ sĩ tốt nhất cho MTR One King Victory in Pride. Shadow Entertainment, đơn vị tổ chức MTR One King Victory in Pride, phải khá vất vả để chọn ra những cái tên tốt nhất cho sự kiện do số lượng võ sĩ đăng ký rất lớn. Là giải đấu muay chuyên nghiệp với tổng giải thưởng lên đến 30.000 đô la Mỹ. Không có hiểu khi MTR One King Victory in Pride thu hút lượng lớn võ sĩ trong khu vực quan tâm đăng ký. Shadow Entertainment, đơn vị tổ chức sự kiện này, phải tương đối vất vả để lọc ra những bản CV ấn tượng nhất, những võ sĩ thi đấu cống hiến cho khán giả. Bà Jenny Đỗ, CEO của Shadow Entertainment chia sẻ. Cái mức giải thưởng tất nhiên để mà nói 120 triệu, nó không phải là quá lớn, nhưng đối với một người võ sĩ dù là ở Việt Nam hay là ở Đông Nam Á, Châu Á hay thậm chí ở nước ngoài thì đó cũng là một cái mức thu nhập chỉ trong một đêm thôi, không hề nhỉ. Họ sẵn sàng, họ cũng thay đổi, tán tán là họ thử thách và họ tham gia. Và trong cái quá trình mà lựa chọn các cái võ sĩ tham gia tại giải đấu này thì về bản chất bọn chị cũng rất là đau đầu. Thật sự đây rất là đau đầu để mà lựa chọn ra được 4 võ sĩ tiềm năng nhất, mang được lại những cái màn trình diễn hấp dẫn nhất để mà vào cái danh sách 4 người. Tại vì Four Man Tournament thì có nhiều đơn đăng ký đi chăng nữa thì mình cũng chỉ được có 4 người thôi. MTR One King Victory in Pride sẽ diễn ra ngày 17 tháng 9 tại Sài Gòn Sport Club, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là giải Muay Thái đầu tiên tại Việt Nam thi đấu theo thể thức Four Man Tournament. 4 võ sĩ ở mỗi hạng cân sẽ thi đấu chỉ trong một buổi tối để tìm ra nhà vô địch duy nhất. Việt Nam có 2 đại diện thi đấu là Nguyễn Văn Đức Nghĩa ở hạng cân 60kg và Trần Quốc Tuấn ở hạng 68kg.